Minh và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cây Khôi. Hôm nay Bonsai Cây Khôi tiếp tục nhận được một lời đề nghị từ bạn Trần Văn Tân muốn phân tích và demo cho bạn một phôi sung. Thì như quý vị đã biết thì mình thường giới thiệu với quý vị và các bạn rồi. Thì tác dụng của demo nó sẽ có 3 tác dụng chính. Thứ nhất là chúng ta tiết kiệm được thời gian. Thứ hai là chúng ta tránh lãng phí tiền mua phôi, mua cây. Thứ ba là chúng ta sẽ đẩy nhanh được quá trình nuôi dưỡng để chúng ta tạo cho mình một tác phẩm mà nó nhanh nhất có thể đúng theo cái ý muốn của mình. Xin mời tất cả quý vị cùng đón xem. Thì trước tiên là mời quý vị cùng ngắm phôi sung của bạn Tân này. Phôi sung này thì có hình dáng khá là dị. Thứ hai là có những cái ưu điểm nu cục trên thân rất là đẹp. Bộ chân bệ nở nang và trên thân thì ưu điểm là ít sẹo. Và có sẵn những cái đường trườn nhìn rất nghệ thuật quý vị nhé. Đấy, nhìn từ chiều nào cũng khá là ok. Đấy, thì cây này mình cũng sẽ thiết kế phiêu phiêu đi một chút. Đó, như thường lệ thì mình sẽ phác họa lại phôi ban đầu của bản thân. Phôi sung này có khá là nhiều ưu điểm với những đường co có sẵn. Thứ hai là cái trên thân thì gần như không có sẹo to. Đấy, theo cái phân tích đấy thì mình sẽ thiết kế. Đấy, quý vị có thể thấy là hiện tại là phôi đã rất là u cục rồi, chỉ còn một số những cái sẹo nhỏ không đáng kể. Những cái phôi như này thì là những cái phôi rất là già rồi mới đạt được cái độ u cục. Đây là vết sẹo này, sau này chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta nuôi lên thì nó sẽ bo dần. Những vết sẹo trên thân rất là đẹp. Đó, ok, đây là cái khung sườn chính này. Đấy, tiếp theo mình sẽ vẽ cái đường thận chính. Nó sẽ chạy như thế nào thì cây sung này mình muốn bạn Tân nuôi phiêu đi một chút. Cây nó gần như là sẽ theo như kiểu dáng ngoành và nghịch. Đó. Cái chi này mình nuôi cái thân chính này mình sẽ nuôi, cố gắng nuôi dài ra. Đó, nha. Đấy, và nếu mà cây này thì mình thiết kế tay cành ấy, thì nó cũng không phải là khó. Tuy nhiên là mình muốn bạn Tân sẽ thiết kế thêm một chút nữa là cái hai cái cây tử. Sẽ có hai cái cây tử, thì lúc đây nó có sẵn một cái mầm rồi này. Đây có sẵn một cái mầm thì bạn Tân cố gắng thiết kế một cái cây tử nó điệu đà phía dưới này. Đó. Đây, và một cây tử bên này thì chắc là phải chờ mầm thôi. Sung thì nó cũng tốc độ bật mầm nó cũng rất là tốt, tuy nhiên là nó có thể được có thể không. Thì sung thì hơi khó hơn xanh một chút. Xanh có thể là ghép mầm, xanh si có thể ghép mầm, nhưng sung thì hơi khó. Nhưng mà để mà ghép được thì mình cũng ít thấy các trường hợp ghép. Đó. Cái sung thì tay cành mình làm cũng không cần phải là phức tạp quá đâu. Chủ yếu là mình chơi làm sao để cho nó có cái sườn chính và nó có các cái chi cành thì nó sẽ khỏe cây. Nó khỏe cây thì chúng ta chủ yếu chơi cốt chính và chơi quả. Đây, tiếp đến phần chi cành của
cây bên trên. Đấy, thế thì bất cứ một cái cây nào thì chúng ta cũng nên có một cái, để đảm bảo an toàn cho cái thân thì mình nên có những cái chi cành để nó che thân đi, nó che không bị cháy. Đấy, thế cho nên là ở trên này thì bạn trên này thì có mầm rồi thì bạn cố gắng bạn Tân cũng nuôi cho mình một cái đỉnh ở trên này, không cần to đâu, chỉ cần nó rụt rụt ở trên mà nó cố gắng là nó phải dẹt rất là ngắn mỏng. Đấy, nó dẹt ở trên này này. Đấy, bạn Tân có thể để ý này. Khi mà nó dẹt trên này thì nó sẽ có tác dụng là nó che cho cái thân, trong quá trình mưa nắng nó giữ được cái lớp da. Đấy, thì tiếp đến là phần dưới này thì mình cũng vẽ theo cái điểm mầm của bạn cây của bạn Tân thôi. Đấy, phần này chi cành cố gắng mình phải làm sao cho nó đồng điệu với cả cái thân. Chút này của mình nó nét nó hơi to. Chi cành ở sông thì nên làm thưa thoáng một chút, vì lá sông nó khá là to, nếu mình chúng ta làm mà nó chi cành mà mau rít quá thì nó sẽ sau này chơi lá nó sẽ không đẹp. Đó, thế còn cây sung này của bạn Tân thì mình có thể mình ngoài những cái này thì ra thì mình có thể mình nuôi thêm một số những cái chi phụ họa cho nó vui vui, ví dụ từ đây xuống là có thêm những chi phụ họa cho nó, hoặc là mình nuôi để mình sau này nó ra những cái quả thì nó sẽ có nhiều chiều quả hơn, nó sẽ đẹp hơn, ví dụ thế. Đó. Thì còn cây này của bạn Tân thì độ nu cục thì rất là đẹp rồi, mình gần như không cần phải tạo thêm, không cần phải nuôi cốt. Các cái phần u cục của cây mình rất là ấn tượng. Cây rất là gân guốc đẹp. Đó, ok, mình đã thiết kế xong cái phần chính cho khung của cây. Cây này thì bạn Tân có thể chơi chậu lục giác như hiện tại, hoặc là chậu oval, chậu tròn đều rất là đẹp nhé. Ok, như vậy là mình đã thiết kế xong bản demo cho bạn Tân.